Hello anh chị, ngày hôm nay thị trường của chúng ta là một cái phiên giảm điểm với cái sự rung lắc rất là mạnh ở trong phiên ở Ngày hôm nay anh chị có thể nhìn vào cái biểu đồ nhỏ này Có lúc là thị trường của chúng ta tăng 6 điểm vào phiên buổi sáng Sau đó lại tiếp tục giảm 4 điểm Và sau đó thị trường lại tăng tiếp lên khoảng 8 điểm Và sau đó thị trường lại giảm 4 điểm vào cái lúc gần trưa Rồi đến đầu giờ chiều thị trường của chúng ta lại tiếp tục tăng 10 điểm Để tạo hưng phấn cho nhà đầu tư Rồi sau đó thị trường kết phiên bằng cách là giảm 15 điểm Thì ngày hôm nay đúng không ạ với những cái dữ kiện chúng ta cũng đã phân tích ngày hôm qua thì ngày hôm nay thị trường bắt đầu đã có những cái phản ứng với những cái dữ kiện đó những cái dữ kiện mà chúng ta cho rằng hiện tại thị trường đang có khả năng là muốn tạo đáy ở quanh cái vùng này à, thì ngày hôm nay thì thị trường cũng xuất hiện thêm một số những cái dữ kiện mới thì em cũng sẽ cùng tổng hợp và chia sẻ cũng như là phân tích với anh chị để chúng ta có một cái góc nhìn uh, trực quan nhất về cái uh, về cái hành động cũng như là những cái vận động của thị trường trong cái thời điểm hiện tại cũng như là các nhóm ngành cổ phiếu nó ở giai đoạn này thì chúng ta nên hành xử thế nào anh chị nhá thì đấy là phần đầu tiên của video và phần sau thì em cũng sẽ uh, chia sẻ một chút về cái việc mà SBV cũng như là ngân hàng nhà nước đấy ạ, uh, hút tiền về liên tục như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán và lý do tại sao họ họ lại rút tiền đúng không ạ và họ sẽ gì ạ? họ sẽ hành động như thế nào trong những cái thời gian sắp tới Đấy, thì tất cả em sẽ có chia sẻ ở trong cái phần sau của video anh chị nhé Ok, à, thì đầu tiên ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta nó biến động rất mạnh Thì anh chị biết rồi, có những lúc là thị trường xanh điểm cực kỳ mạnh Và đến kết phiên chỉ trong rất là dịa rất là ngắn Một thời gian thôi là khoảng tầm 2 hai 20 Khi mà thị trường vẫn còn xanh và sau đó dịa mất khoảng 10 phút Là thị trường của chúng ta bắt đầu giảm và giảm rất nhanh Trong khoảng dịa tầm 10 phút là mất khoảng đâu đó là dịa khoảng tầm 15 điểm đấy khoảng tầm 15 điểm thì khi mà thị trường của ta nó đã có những cái lúc nó buôn lên trong phiên như thế này rồi nó xanh điểm như này nổi và rất là nhiều những cái nhóm cổ phiếu nó bắt đầu xanh điểm ví dụ như chứng khoán như là bất động sản rồi mà nó chỉ mất khoảng tầm 6 đến 10 phút cuối 6 đến 10 phút cuối để nó giảm như này thôi thì nó sẽ không gì nó không thể hiện ra được những cái ý chí của dòng tiền trong cái phiên giao dịch này anh chị nhá à, ví dụ như là SSI đúng không ạ ví dụ như SSI anh chị có thể thấy được rằng là trong hôm nay đã có lúc là SSI tăng đến cái mức giá trần đúng không ạ? Tăng đến cái mức giá trần vào khoảng 14 giờ. Đấy, nhưng sau 14 giờ thì nó lại bị bán rất là mạnh. Và đặc biệt cũng khoảng cái thời gian mà thị trường của chúng ta nó có những cái nhịp đạp mạnh là khoảng 14 giờ 20 là SI cũng đạp đâu đó từ khoảng gì 6% gần 7% xuống còn khoảng tầm 2%. Đấy, thì ngày hôm nay SSI nó giao dịch khoảng tầm 1.200 tỷ Trong phiên dòng tiền nó đã vào nó mua rất mạnh SSI và đẩy SSI lên cái vùng giá cao như này rồi Đấy, thì trong cái khoảng thời gian rất ngắn khoảng 10 phút ý, thì nó không thể gì ạ, nó không thể làm uh, một cái cái hành động nó rất là vô lý, đó là nó đạp về thẳng 1% được. Đúng không ạ? Hôm nay anh chị thấy không ạ, nước ngoài mua si rất nhiều thì đây nó là một cái hành động cũng như là những cái vận động rất là bất thường và nó được uh, nhúng tay bởi những cái gì ạ, những những cái dòng tiền khác. Những cái dòng tiền mà chúng ta có thể thấy được rằng là nó muốn đè giá để nó tạo ra cho những chúng ta những cái tâm lý là rất là hoang mang. À ngày hôm nay thì uh, ai mà bắt đáy đúng không? ai mà bắt đáy thì thì sao ạ? Thì cụt tay rồi gì ạ? Ai mà vẫn giữ đến ngày hôm nay thì cụt tay rồi thế này thế kia. Đấy, thì tức là nó gây cho anh chị rất là nhiều những cái tâm lý tiêu cực. Đấy, những cái tâm lý tiêu cực mà nhất là những anh chị nào chúng ta đầu tư khoảng tầm 6 tháng trở lại đây thôi. Cái khoảng thời gian mà bắt đầu index nó bắt đầu nó vào những cái mùa hoa đẹp nhất ở cái khoảng thời gian đầu này. Đấy, là chúng ta sẽ rất là hoang mang và tâm lý ở trong cái thời điểm hiện tại. Chúng ta không biết phải làm gì khi mà chúng ta chưa bán được hàng. Đấy, thì ngày hôm qua, đúng không ạ? ngày hôm qua chúng ta cũng đã đưa ra với nhau những cái dữ kiện ở trong cái bản tin đó là gì ạ dữ kiện cho một nhịp hồi đó là nhà đầu tư tổ chức và khối ngoại cũng như là tự doanh mua dòng trở lại khi các cổ phiếu đã có mức chiết khấu lớn nhất là với những cái mã cổ phiếu lớn media bơm tin tốt về việc gì ạ? có thể ngân hàng nhà nước có đợt giảm 100 điểm lãi suất trong cái thời gian tới đấy chỉ số Dow Jones về cái đường MA 200 ngày và có cái sự phục hồi thì cái này nó chỉ ảnh hưởng đến cái tâm lý đầu phiên thôi anh chị nhé các nhóm cổ phiếu gì ạ, đã về đến những cái vùng tích lũy khỏi phát tăng đấy thì đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta đưa ra trong ngày hôm qua đấy thì nhà đầu tư tổ chức và khối ngoại tự doanh thì chúng ta cũng có nhìn thấy ở trên biểu đồ rồi là ngày hôm qua họ mua đúng không ạ ngày hôm qua họ mua đấy và anh chị thấy không nhá họ giao dịch cực kỳ là bài bản đấy anh chị có thể thấy là trong những cái thời gian mà họ họ gì ạ, họ bán dòng ấy là họ bán gần như là đúng đỉnh luôn ngày 13 tháng 9 anh chị có thể thấy đây, ngày 13 tháng 9 là đâu đó là quanh cái ngày này, đúng không ạ? Là cái ngày mà nước ngoài bán rất mạnh và họ bán đúng đỉnh luôn. Còn những cái diện những cái ngày sau thì họ bán lẻ tẻ rất là ít rất là ít. Đấy, thì đến cái cái khoảng thời gian này, đúng không ạ? Anh chị có thể thấy được rằng là họ tự nhiên họ quay trở lại. Họ mua dòng 700 tỷ ngày hôm qua và ngày hôm nay là 649 tỷ, là tổng gần 1400 tỷ. Thì đúng không ạ? Thì chắc chắn rồi, đúng không ạ? Phải có một cái lý do gì đấy thì họ mới quay trở lại họ mua dòng đấy thứ nhất là họ đã thấy những cái, những cái chiết khấu của cổ phiếu cũng như là thị trường nó đã đến cái vùng hợp lý rồi đấy cái thứ hai là có thể là họ biết những cái thông tin gì đấy đúng không ạ những cái thông tin gì đấy sắp tới nó đã có lợi cho thị trường đấy nó đã có lợi cho thị trường thì em cũng có nghe một số cái cái nguồn tin thực ra là những cái nguồn tin này thì không thể là công khai được nhưng mà nó đâu đó là nó đã nằm trong những cái dữ kiện của chúng ta rồi những cái dữ kiện này rồi anh chị nhá đấy về cái việc lãi suất đấy hoặc là những cái những cái việc mà nó đã xảy ra gần đây ở những cái công ty chứng khoán như là hạ margin đúng không ạ? Thì có thể là họ sẽ có những cái động thái gì đấy nó nó tốt hơn cho cái margin chẳng hạn. Đấy thì đấy nó cũng là những cái thông tin rất là tích cực. Đấy thì có thể là dòng tiền lớn họ đã họ đã nắm được những cái thông tin này rồi và họ quay trở lại họ mua dòng đúng không ạ? Ngày 13 tháng 9 họ bán 1.200 tỷ và gần như là những cái những cái phiên sau thì họ chỉ bán diện rất là lẻ tẻ lẻ tẻ thôi nó rơi vào đâu đó khoảng tầm diện 2 đến ba nghìn tỷ đấy thì hôm nay họ đã múc lại một 400 bốn trăm tỷ rồi thì chắc chắn là nó sẽ phải có một cái gì ạ? một cái lý do nào đấy thì họ mới quay trở lại họ mua như này đúng không ạ cái thứ hai trong cái dữ kiện của chúng ta đó là gì ạ các nhóm cổ phiếu đã về đến những cái vùng tích lũy khởi phát tăng thì em đã phân tích trong video ngày hôm qua là ví dụ như là con cổ phiếu SSI là nó đã về đến những cái vùng nền đúng không ạ? Những cái vùng nền tháng 7 này rồi là những cái vùng nền nó khởi phát tăng cho một cho một cái nhịp tăng này anh chị nhá. Đấy. Và cổ phiếu cũng đã sàn 3 phiên rồi thì ngày hôm nay anh chị vừa thấy là nó đã có cái sự phản kháng khi mà cổ phiếu này ngày hôm nay đã có lúc nó tăng trần đúng không ạ? Đã có lúc nó tăng trần và dòng tiền nó vào kéo rất mạnh. Ngày hôm nay thì chắc chắn là chỉ có dòng tiền tổ chức kéo là chủ yếu thôi anh chị nhá. Còn cá nhân chưa chắc đã dám mua vào những cái mã cổ phiếu này đâu. Anh chị nhá. Đấy, thì đây khi mà nó đã về đến những cái vùng khởi phát tăng ngày hôm nay nó đã có những cái phản kháng cực kỳ mạnh mẽ nhưng do những cái vận động bất thường ở cuối phiên thì cổ phiếu này nó quay ra nó giảm chỉ còn gần 2% thôi, tăng gần 2% thôi. Đấy hoặc là những con như là MBS ngày hôm nay nó vẫn còn xanh anh chị nhá. Đấy, nó vẫn còn xanh và uh, do thực ra là SSI nó là cổ phiếu đầu đàn cũng như là cổ phiếu được chú ý nhất trong khoảng thời gian vừa rồi thì khả năng là nó sẽ bị tăng nhiều nhất, còn những cái con như là MBS này, đúng không ạ? Thì nó vẫn còn xanh. Đấy, nó vẫn còn xanh anh chị nhá. Chứng khoán này hoặc là SHS ngày hôm nay nó vẫn còn xanh này. Đấy, một trong những mã cổ phiếu lớn này. Đấy, MBS ngày hôm nay là xanh mạnh nhất 5% thì khả năng là gì ạ? À? Bên uh, những, những những cái cổ phiếu nhỏ này thì nó sẽ gì ạ? À? Nó sẽ không bị ảnh hưởng và bị táng nhiều bằng những con như con SSI. Đấy. Và nặng nhất thì vẫn là những con có tính đầu cơ rất cao như là VIX anh chị nhá. Đấy, nhưng mà nó bị táng như này thì gì ạ? À? Chúng ta cũng không thể gì ạ? À? Cũng không thể nào là chúng ta bảo là à con này nó sẽ còn giảm tiếp dễ dàng còn giảm tiếp các thứ. Đấy, không 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 có gì ạ à? bởi vì trong ngày hôm nay nó cũng đã được diện được nước ngoài mua kèm theo là có những cái dòng tiền vào rất lớn và nó chỉ giảm diện nó chỉ giảm trong khoảng tầm 10 phút cuối phiên thôi anh chị nhá chúng ta đừng có có chê những cái mã cổ phiếu mà nó có tính đầu cơ đâu bởi vì khi những cái con này hồi thì nó sẽ cũng hồi rất là mạnh đấy anh chị có thể nhìn những cái 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 khoảng thời gian quá khứ của nó đúng không ạ đây ạ khi mà cổ phiếu vick này vx này nó cũng có nhịp rơi thì nó cũng sẽ phải hồi diện gần nó sẽ phải hồi khoảng tầm 2 phần ba cái nhịp rơi của nó đúng không ạ đây kể cả những cái giai đoạn mà nó có có ba phiên sàn đây đúng không ạ nó cũng sẽ hồi lại cho anh chị khoảng tầm gì ạ một nửa đúng không ạ nó rơi bao nhiêu nó rơi khoảng tầm 15 đúng không ạ 15 phần thì nó cũng hồi cho anh chị khoảng tầm 10 phần trăm tức là 2 phần 3 để chúng ta gì ạ? có thể có những cái cơ hội thoát ra đấy nên là trong cái khoảng thời gian này những cái mẫu hình của cổ phiếu ấy, nó gần như nó giống hệt nhau con nào nó cũng rơi khoảng tầm 3 phiên sàn rồi đấy nó cũng rơi khoảng tầm 3 phiên sàn là vị SHS này cũng ba phiên giảm mạnh này, SSI này cũng vậy này, đúng không ạ? Hoặc là VND cũng vậy, cũng ba phiên sàn rồi. Đấy thì ngày hôm nay nó bắt đầu nó có cái sự chứng lại khi mà nó về đến những cái cái vùng khởi phát tích lũy tăng. Đó, thì em cũng đã chia sẻ với anh chị rồi tại sao là Dòng chứng khoán là chúng ta phải quan tâm nhất ở trong cái thời điểm hiện tại, bởi vì nó là một nhóm nó khởi phát giảm ở trong cái giai đoạn vừa rồi. Đấy, chúng ta cũng đều thấy được rằng là những cái con mã cổ phiếu SSI này ở những cái ngày như là ngày 21 tháng 9, nó là con giảm sàn đầu tiên nó báo hiệu cho gì ạ cho cái việc mà nhóm cổ phiếu tài chính nó bắt đầu nó có cái sự rủi ro rồi đấy nó bắt đầu nó có cái sự rủi ro rồi và tại sao nhóm tài chính nó lại có cái sự rủi ro ở trong thời điểm hiện tại đấy thì nhiều anh chị bảo là do SBV đúng không ạ ừ, ngân hàng nhà nước nó hút tiền về thì đấy nó cũng chỉ là một cái diện một cái tác động rất nhỏ thì phía sau em cũng sẽ giải thích cho anh chị mà chúng ta sẽ phải nhìn ra một cái chu kỳ lớn đúng không ạ chúng ta phải nhìn ra một cái chu kỳ lớn khi mà Uh, chu kỳ bơm tiền ra đúng không ạ bơm tiền ra và chu kỳ chúng ta gọi là tạm là chu kỳ tiền rẻ đi thì là gì ạ nó ở trong một cái khoảng thời gian đó là từ khi mà thị trường của chúng ta nó tạo đáy đấy nó tạo đáy cho đến thời điểm bây giờ là lúc đấy là gì ạ cổ phiếu chứng khoán và cổ phiếu bất động sản nó rất là rẻ rồi đúng không ạ và rất là nhiều cổ cổ phiếu khác nó có gì ạ nó có cái giá rất là rẻ thì lúc đấy khi mà dòng tiền rẻ nó được ồ ạt bơm ra nền kinh tế thì những cái tài sản đầu cơ ấy, những cái tài sản đầu cơ và những cái tài sản nó có cái sự rủi ro cao như chứng khoán và bất động sản thì nó sẽ nó sẽ rất được được chú ý và được quan tâm. Và nhất là chứng khoán thì chúng ta có thể thấy được rằng là cổ phiếu chứng khoán nó có thể tăng 100 đến 150% từ cái thời điểm này đến cái thời điểm hiện tại. Đấy. Thì khi mà gì ạ, chứng khoán có những cái nhịp rơi như này đúng không ạ? Nó báo hiệu cho rằng là a, à, cái chu kỳ tài sản giá rẻ mà tài sản siêu đầu cơ thì nó cũng gì ạ, nó cũng đã bắt đầu nó được chuyển giao sang cái chu kỳ khác rồi. Đấy, thì chúng ta tạm gọi đây là gì ạ? Cái chu kỳ tài sản rẻ nhá. Tài sản rẻ, đây. Đấy, tài sản rẻ thì nó sẽ nó sẽ là ở cái vùng này, đúng không ạ? Trong khi những cái mã cổ phiếu chứng khoán bất động sản và tất cả những cái mã cổ phiếu chứng khoán khác nó đang ở nằm ở một cái vùng định giá rất rẻ. Đấy, thì lên đến đây đúng không ạ? Thì gì ạ? Thì cái cái vùng này tức là cái vùng tài sản rẻ tài sản rủi ro này nó đã không còn gì còn quá hấp dẫn nữa định giá nó quá cao rồi thế nên là nó bị chốt lời và nó bị chiết khấu là việc đương nhiên đúng không nó làm việc đương nhiên nên là gì ạ thế là chúng ta cũng không thể đổ cho là gì ạ? tại nhà nước uh, ngân hàng nhà nước nó hút tiền này đấy nó chỉ là một cái nghiệp vụ ở thị trường mở một nhiệm vụ một nhiệm vụ rất là bình thường thôi, để nó hút lại những cái lượng thanh khoản dư thừa thôi anh chị nhá. Còn nguyên nhân chính ý là gì ạ? Là cổ phiếu nó đã đến cái vùng chiết khấu rồi. Nó tăng rất mạnh rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ hiện tại nó gì Nó đang ở trong một cái giai đoạn chúng ta tạm gọi đó là cái giai đoạn giao pha, đúng không ạ? Cái giai đoạn giao pha khi mà hiện tại là gì ạ? Hiện tại có thể là đây là em vẽ ví dụ nha, là có thể là nó sẽ đi theo cái hình sideways này hoặc là hình sideways này. Là cái thời điểm giao pha giữa tài sản giá rẻ sang những cái tài sản tăng trưởng và có giá trị đấy thì chúng ta có thể thấy được rằng là trong cái giai đoạn này cũng là một cái giai đoạn rất là chống thông tin đúng không ạ báo cáo kinh doanh không có đấy báo cáo kết quả kinh doanh không có rồi những cái cái sự tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp chúng ta vẫn chưa nhìn thấy đúng không ạ vẫn chưa nhìn thấy đấy thì đây là cái giai đoạn bắt đầu nó chuyển giao từ cái tài sản rẻ đúng không ạ sang những cái gì ạ những cái tài sản giá trị đấy những những cái tài sản giá trị đúng không ạ tạm gọi là tài sản giá trị kèm theo đó là cái gọi là cái đầu tư tăng trưởng đi đấy nó dựa vào cái cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đấy để nó kỳ vọng ở những cái quý sau đúng không ạ đấy thì tức là như là em đã nói với anh chị tức là những cái nhóm bị chốt lời rất mạnh như là chứng khoán gọi như là bất động sản như là ngân hàng đấy nhưng trong khi đó thì những cái mã cổ phiếu trong ngành xuất khẩu những cái ngành thủy sản hay là những cái ngành nó có kỳ vọng vào cuối năm như là bán lẻ ấy thì nó lại giữ giá rất tốt đúng không ạ thì nó lại giữ giá rất tốt ví dụ như là gì ạ dgw đúng không ạ chúng ta có thể thấy được rằng đây dgw đấy nó giảm sau đúng không ạ và nó cũng không giảm quá mạnh giống như là những cái nhóm khác bị hoặc là anv đi đấy có những con này thì không nói rồi đúng không ạ thì nó là những cái con mà nó giảm sau đấy thì những cái con như VHC này anh chị thấy không ạ Nó chỉ sàn một phiên thôi Ngày hôm nay nó bắt đầu là có cái sự phản kháng rồi Đấy nó nó rất giữ giá so với cái nhịp điều chỉnh của thị trường Đấy, thì cái điều này chúng ta có thể thấy được rằng là cái, cái dòng tiền nó bắt đầu nó luân chuyển từ những cái lớp tài sản này sang những cái lớp tài sản kia và đây là cái giai đoạn giao pha đúng không giữa các giữa các lớp tài sản và những cái 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 ý tưởng đầu tư mới của những cái dòng tiền lớn họ bắt đầu họ họ dịch chuyển sang những cái mã cổ phiếu có tài sản là những cái mã cổ phiếu giá trị và có cái cái tính tăng trưởng cao ở trong cái giai đoạn sau đó đó thì em mới đưa ra được cái là gì ạ? là các nhóm cổ phiếu đã về đến những cái vùng tích lũy khởi phát tăng rất nhiều cổ phiếu rồi đúng không ạ? Chúng ta có VHC cũng đã về và nó phản kháng này. Chúng ta có những con như SSI này hoặc là chúng ta có DIG này. Ngày hôm nay nó về đến những cái những cái vùng tích lũy khởi phát của nó đã bắt đầu nó đã có cái sự phản kháng rồi. Khi mà hôm nay đích nó còn xanh luôn, nó không thèm đỏ như là đất xanh. Đấy, anh chị thấy không ạ? Đất xanh nhá. Ngày nay này. Lúc khoảng tầm 14 giờ 23 tức là cách ATC còn có 7 phút thôi, nó đang ở giá tham chiếu, đúng không ạ? Và đến cuối phiên một phát, chỉ cần bấm mất 7 phút thôi là cổ phiếu này nó nó gần sàn. Đấy thì đây là một trong những cái vận động nó rất là gì ạ? Nó rất là bất thường anh nhá. Và không chỉ riêng những cái mã cổ phiếu trên thị trường mà index cũng vậy, đúng không ạ? Index cũng vậy, anh chị bật cái nến một phút chúng ta sẽ nhìn rất là rõ những cái biến động rất nhỏ ở ATC. Đây. Anh chị thấy không ạ? Đây ạ. Từ lúc gì ạ? Lúc bắt đầu ATC đấy bắt đầu là kết kết phiên nó mở ba cái gáp này đấy nó mở nó mở nó mở ba cái gáp này đấy thì đây là những cái lúc mà gì ạ mà những cái mã cổ phiếu của chúng ta nó bị bán rất là mạnh mạnh rất là mạnh luôn vix đúng không ạ vix trong phiên đã có lúc kéo tăng lên khoảng tầm ba rồi ba rồi mà cuối phiên đóng cửa lại năm phần trăm như này đấy đóng cửa năm phần trăm anh chị thấy không ạ giá tham chiếu đâu đó khoảng tầm 14 bốn giờ hai này mà cuối phiên bắt đầu thì ạ? bắt đầu giảm 5%. Đây nó là những cái vận động bất thường thì thực ra là nó là một cái vận động bất thường khi mà chúng ta nhìn thấy ở cái trước mắt thôi đúng không ạ? Nhưng đây gì ạ, nó nó cũng là một cái điều kiện để có thể là thị trường nó sẽ có những cái vùng tạo đáy ở đây anh chị nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ điểm lại những cái điều kiện tạo đáy. Đó là nhóm chứng khoán gần như là gì ạ? Thứ nhất là nhóm chứng khoán gần như là đã dừng chân. Đã dừng chân rồi. Ngày hôm nay đã có sự dừng chân và phản kháng rồi. Đấy và dừng nhóm chứng khoán nó là một cái nhóm phát động giảm ở trong cái cái thời điểm trước thì cái thời điểm hiện tại nó phải là gì ạ? nó phải là và nó nên là cái nhóm mà nó phản kháng đầu tiên để nó lấy uh, cái ý chí cho tất cả những cái nhóm ngành khác anh chị nhá nó giống như là ví dụ như là một một ông tướng ông bị bị thương thương ở ở, ở trong một chiến trận đúng không ạ phải về bắt đầu uh, chữa trị vết thương rồi bắt đầu nghỉ ngơi các thứ thì bắt đầu khi mà ông ấy quay trở lại ra trận thì quân nó mới có ý chí để nó mà đánh đúng không ạ nên là nhóm chứng khoán em đã đưa ra cái dữ kiện này từ hôm qua rồi là khả năng rất cao ngày hôm nay nó sẽ có cái sự dừng chân thì ngày hôm nay nó ngày hôm nay nó dừng chân đấy nó dừng chân và nó đã có cái sự phản kháng và đôi lúc là đã có những cái mạng cổ phiếu trần thì đấy là một cái dữ kiện quan trọng đầu tiên đúng không ạ cái dữ kiện quan trọng thứ hai đó là cái dòng tiền lớn nó quay trở lại nó mua dòng thì em cũng đã giải thích cho anh chị rồi đấy và ngày hôm nay tiếp tục này nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài mua dòng 694 tỷ Nhà đầu tư tổ chức trong nước không bao gồm tự doanh mua 94 tỷ và tự doanh công ty chứng khoán mua dòng 301 tỷ. Đấy thì anh chị có thể thấy được rằng là hai ngày hôm nay nhà đầu tư cá nhân nhá, đây này, bán rất nhiều, độ ngày hôm qua bán hơn 2.000 tỷ, ngày hôm nay bán 1.100 tỷ. Đấy thì anh chị có thể thấy được rằng là không có một cái sự gọi là hợp lý nào cho giải để giải thích là khi mà mà, mà 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 cá nhân bán ra mà tổ chức lại mua nhiều như thế, đúng không? nó sẽ phải có một cái một cái cái thông tin nào đấy nó nó tích cực hoặc là họ đã nhận ra những cái dấu hiệu gần như là dừng chân của thị trường ở thời điểm này thì họ mới mua vào như thế đấy. thì đấy là những cái điều kiện cần mà chúng ta đã liệt kê với nhau đúng không ạ? những cái điều kiện cần mà chúng ta đã liệt kê với nhau trong cái phiên ngày ngày hôm qua cũng như là ngày hôm nay, đấy, thì nó thì một cái nhịp giảm hay là một nhịp tăng anh chị đều để ý đúng không ạ? thường là nó sẽ xảy ra những cái gọi là nhịp gọi là tăng giá bỏ rơi sau đó nó sẽ có những cái gì ạ những cái gáp kiệt sức đấy tức là những cái những cái gáp này những cái gáp này nó sẽ mở ra đấy và nó không đi kèm theo thanh khoản đấy, những cái gáp nó rất là thấp đúng không ạ những nó thấp hơn những cái cái phiên mà mà thị trường bị bán giống như ví dụ như đây đúng không nó mang đến đến cái thanh khoản nó thấp hơn những cái phiên mà thị trường bị bán thì sao ạ thì thường rất rất là dễ là sau đấy là trước đấy ví dụ là một xu hướng tăng thì sau đấy thường khi gặp cái gáp kiệt sức này nó sẽ diện nó sẽ chuyển quay sang cái xu hướng giảm và uh, chúng ta có thể thấy được rằng là ngày hôm nay khi mà thị trường của chúng ta nó mở những những, những cái gáp ở ở ở trong cuối phiên ấy ở ở cuối phiên đến một phút mà em chỉ cho anh chị ấy, đấy thì đây diện là những cái gáp kiệt sức cuối cùng đúng không ạ gần như là cuối cùng ở trong cái giai đoạn hiện tại mà anh chị có thể thấy được đấy, anh chị thấy không ạ khi mà nó mở gáp nó đạp như thanh khoản thanh khoản gần như là gì ạ? rất bé, đúng không ạ? Rất bé hoặc là chúng ta nhìn sang biểu đồ phái sinh đi. Đấy, chúng ta nhìn sang biểu đồ phái sinh đi. Phái sinh hôm nay nó giao dịch lúc cuối phiên đây ạ, lúc mà nó mở gáp ấy thì cái thanh khoản nó cũng rất là bé. Nó không nó không lớn, đúng không ạ? Nó không lớn một một tí nào. Đấy, gần như là anh chị hình dung như là à, ví dụ chúng ta đạp chân sâu xuống bùn ấy. Đạp chân sâu xuống bùn chúng ta đạp mạnh lắm rồi chúng ta nhón hết chân rồi, đúng không ạ? Và chúng ta không còn sức rồi. Đấy, thì mục đích của những cái gap này nó là như nào? Và mục đích của cái việc gì ạ? mục đích của cái việc mà thị trường của chúng ta nó giảm đột ngột cuối phiên và nó mở gác ở ATC này là như nào là sao là để đánh gục hết những cái nhà đầu tư họ yếu về ý chí yếu về tâm lý và họ đang trần trừ và chờ một cái nhịp hồi đấy và đây là nó đạp hết và nó ép hết những cái nhà đầu tư đấy phải bán ra trong những cái diện những cái khoảng này anh chị thấy không ạ Như cái phiên trước những cái phiên trước nhé những phiên trước nhé hầu như là diện nó giảm rất từ từ đúng không Nó giảm rất từ từ. Đấy, nhưng mà đến phiên ngày hôm nay bắt đầu nó giảm thốc một phát xuống như này. Đấy, những cái phiên trước nó giảm cực kỳ từ từ luôn anh chị nhá. Đấy, nó giảm cực kỳ từ từ luôn. Đấy, nhưng mà đến những cái những cái lúc này bắt đầu nó đạp rất là thốc này. Thì đây gần như là một cái dấu hiệu wash out anh chị nhá. Wash out tức là giữ rũ bỏ nốt những cái nhà đầu tư bắt đầu có những cái tâm lý cực kỳ yếu rồi, đúng không ạ? Anh chị có thể kiểm chứng là ngày hôm nay rất là nhiều nhà đầu tư cũng như là uh, những cái đội chim lợn họ hô là ngày hôm nay bắt đáy là cụt tay rồi các thứ các thứ các thứ đúng không ạ thì đấy đấy nó cũng là một cái dấu hiệu đấy anh chị nó phản ánh cái tâm lý của đám đông đúng không ạ nó phản ánh cái tâm lý của đông và em thường là em nhìn cái tâm lý đám đông để em uh, kết hợp với những cái dữ kiện mà em đưa ra phân tích cho anh chị để chúng ta có những cái cái nhìn về thị trường cũng như là uh, để chúng ta có những cái uh, những cái xác suất và những cái thống kê về những cái lần mà thị trường nó rơi mạnh như này và khi nào nó có cái dấu hiệu đảo chiều đúng không ạ anh chị thấy không ạ rất khó để 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 để, để chết cái cái anh chị ví dụ như là mua đấy g đúng không ạ trong những cái lúc mà cổ phiếu nó giảm như này đây anh chị thấy không ạ nó giảm rất mạnh như này đấy sau đó gì ạ? thường sau nó nó còn ạ? nó tăng vượt đỉnh cơ anh chị nhé tăng vượt đỉnh nhé mà đây là một cái xu hướng lên của cổ phiếu nó cũng giống cái giai đoạn bây giờ đúng không ạ thì nó có những cái lúc mà nó rũ như này ấy. thì sao ạ thì sẽ có những cái lúc mà nó tăng rất là mạnh như này đấy kể cả đấy là trong cái nhịp gì ạ, trong cái nhịp tăng nhé trong nhíp giảm đây đúng không ạ? Thì anh chị có thấy là đây khi mà nó sàn 3 phiên này đúng không ạ? Thì nó cũng sẽ tăng gần như là một nửa trở lại để cho anh chị có thể chốt lời đấy. Nên là khi thị trường nó rơi như này, ấy, kể cả bất kể anh chị có nhận được những cái tin tức nó cực kỳ xấu ở trên thị trường, nó xấu đến nó không thể nào xấu hơn nữa mà nó mà nó cực kỳ là tiêu cực rồi, ấy. thì khi mà thị trường nó rơi một loạt như này, nó rơi thẳng như này, ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ phục hồi mạnh anh chị nhé bao giờ nó sẽ phục hồi mạnh anh chị kiểm chứng sẽ sẽ được kiểm chứng trong những cái phiên sắp tới đấy anh chị sẽ được kiểm chứng trong phiên sắp tới kể cả những giai đoạn này là những giai đoạn anh chị nhìn kỹ nhất này đúng không ạ khi mà nó giảm cực kỳ khốc liệt như này thì bao giờ nó sẽ hồi cho chúng ta gần như là tầm 2 phần ba để chúng ta gì ạ? có thể là bán đấy hoặc là những cái thông tin ngày hôm nay SBV hút thêm 20.000 tỷ đúng không ạ thì những cái thông tin đấy nó đâu đó nó chỉ hợp lý hóa cho những cái nhịp giảm của thị trường thôi chứ nó không có một cái tác dụng gì cả anh chị nhá nó không có một tác dụng gì cả nên là chúng ta đừng có 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 đọc những cái thông tin đấy hoặc là chúng ta nghe chim lợn là ngày hôm nay ôi bắt đáy cụt tay sẽ còn rơi nữa thế này thế kia đúng không ạ mà chúng ta phải tìm những cái gì ạ những cái những cái dữ kiện và những cái điều kiện cần và đủ để khi một cái thị trường cũng như là một cái nhịp rơi nó điều kiện tạo đáy của nó là như nào đúng không ạ và một điều kiện nữa anh chị có thấy ngày hôm nay em nhắn cho anh chị đó là cái sự gì ạ cái sự phân kỳ phân kỳ của của phái sinh Đấy, phân kỳ của phái sinh khi mà MACD nó tạo đáy sau cao hơn đáy trước và cái đường giá nó tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, tức là cái cái ý chí giảm của nó đúng không? Nó không còn quá nhiều nữa rồi. Mà đây chỉ là những nhịp đè thôi anh chị nhé Đây chỉ là những, những, cái, những cái nhịp đè thôi. Đấy. Đấy, thế nên là anh chị ngày hôm nay mà chúng ta đọc được những cái thông tin đây SBV hút tiền đây đấy thì nó sẽ có những cái thông tin về hút 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 tiền đây hút 20.000 tỷ. Đây, hút 20.000 tỷ đây. Đấy. Hôm nay nó còn một cái thông tin nữa trên CafeF cơ. Đây, ngân hàng nhà nước tăng cường độ hút tiền về thêm 20.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Đấy. Thì trong 4 phiên giao dịch vừa qua ngân hàng nhà nước đã hút dòng tổng cộng gần 50.000 tỷ ra khỏi hệ thống, ngân hàng qua kênh tín phiếu. Đấy. thì cũng có rất là nhiều anh chị có thắc mắc là tại sao ngân hàng nhà nước lại phải hút tiền như thế này và cái việc hút tiền như thế này nó diện nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào và em muốn trả lời trước cho anh chị là đầu tiên chúng ta sẽ phải gì ạ? phải tìm hiểu cái mục đích hút tiền của ngân hàng nhà nước về để làm gì đấy cái mục đích hút tiền của ngân hàng nhà nước về để làm gì thì thứ nhất chúng ta sẽ phải diện chúng ta sẽ phải nói về cái bối cảnh cái bối cảnh đúng không ạ thứ nhất là cái bối cảnh của của cái giai đoạn hiện tại là xem là gì ạ cái bối cảnh hiện tại là cái thanh khoản của thị trường của ngân hàng nó ra sao mà nó lại phải hút về đúng không thì tất nhiên sau rượu bốn lần hạ lãi suất đấy bốn lần hạ lãi suất ở những cái ngân hàng thương mại về những cái mức thấp nhất thì sao ạ thì cái dòng tiền cũng như là cái 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 cái, cái, cái lượng tiền ở trong ngân hàng uh, ngân hàng thương mại ấy, hiện tại nó đang rất nhiều và nó không thể cho vay được đúng không ạ nó không thể cho vay được khi mà uh, những cái doanh nghiệp họ không thể tiếp cận được những cái nguồn tín dụng này và tăng trưởng tín dụng tăng tăng cái tăng trưởng tín dụng ấy ở trong cái khoảng thời gian vừa rồi ấy tính đến cái ngày 15 tháng 9 năm 2023 ấy thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 5,56% thôi mà trong khi đó mục tiêu cả năm tăng trưởng tín dụng là 14%. Thì anh chị có thể thấy là nó chậm như thế nào, đúng không ạ? Cái này thì em cũng đã giải thích ở những cái video trước rồi. Thì bây giờ em chỉ diện em chỉ nói qua cho anh chị thôi. Và hiện tại thì cái lãi suất liên ngân hàng nó duy trì ở cái mức thấp nhất trong một năm, đúng không ạ? Tức là những cái ngân hàng ấy nó sẽ không nó nó đang không có nhu cầu vay mượn nhau vì tiền của nó đang còn rất nhiều, đúng không ạ? Thì đây bây giờ lãi suất tiền rẻ như này, đúng không ạ? Tiền lãi suất rẻ như này, tôi không thèm vay, đúng không ạ? Tôi đang còn rất là nhiều tiền. Đấy, tôi không thèm vay của của các anh luôn mà tôi cũng không thèm vay của anh bên cạnh luôn. Đấy, thì sao ạ? Thì hiện tại với cái bối cảnh mà mà cái thanh khoản nó đang rất là dư thừa như này thì thì nó gây ra một cái câu chuyện đó là khi mà cái 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 đồng Việt Nam đồng của chúng ta ấy nó đang ở bên ngoài thị trường rất là nhiều thì nó sẽ gây mất giá đúng không ạ? Mất giá thì nó sẽ gây ra chênh lệch tỷ giá và cái mục đích cuối cùng dịa, cái mục đích cuối cùng của ngân hàng nhà nước đó là gì ạ? Bình ổn tỷ giá đúng không ạ? Bình ổn tỷ giá. Đây là cái mục đích mà ngân hàng nhà nước hút tiền về anh chị nhé Mục đích là ngân hàng nhà nước hút tiền về đó là gì ạ? là gì ạ? Là cân bằng và bình ổn tỷ giá. Đấy, cân cân bằng và bình ổn tỷ giá. Mục đích là như này anh chị nhé Đây là cái mục đích thì chúng ta phải hiểu rõ đây là cái mục đích đúng không ạ? Chứ không phải là nó hút tiền về để không có tiền vào thị trường chứng khoán hay là như nào. Đấy, nó không phải là như thế. Nó không phải là như vậy. Anh chị nhá. Và cái cái việc thanh khoản của thị trường chứng khoán này tất nhiên là nó sẽ liên nó sẽ liên quan đến cái gì ạ? Đến thanh khoản của ngân hàng nhưng mà sao nhưng những cái diện những cái dòng tiền mà hút về như này nó không đáng là bao so với cái thanh khoản của ngân hàng hiện tại đang dư thừa anh chị nhá đấy đây là cái nguyên nhân tỷ gốc rễ này gốc rễ nó là để bình ổn tỷ giá này vì usd và việt nam đồng đang đang chênh lệch lệch nhau quá nhiều nên đây là cái gì cái nguyên nhân gốc rễ để ngân hàng nhà nước hút tiền về đấy và cái nguyên nhân gốc rễ này nó đến từ đâu do gì? do cái chính sách tiền tệ của việt nam nó đang đi ngược với mỹ phép thì tăng lãi suất, đúng không ạ? Nhưng chúng ta thì lại, gì ạ? Thì lại giảm lãi suất, đấy. Thế nên là khi mà giảm lãi suất như vậy, dòng thanh khoản nó dư thừa như vậy thì cái, cái, cái đồng USD, cái đồng Việt Nam đồng ấy nó đang ở bên ngoài rất nhiều và gì ạ nó bị mất giá, nó bị mất giá nên là gì ạ? cái sự chênh lệch ở USD Việt Nam đồng nó sẽ lên cao, đấy. Thế nên là đây là cái việc gì ạ cái việc cần phải làm, đấy. Đó là SBV hút tiền, đúng không ạ? Là sẽ phải hút tiền về em viết ra đây cho anh chị dễ hiểu. Đó, SBV hút tiền, đúng không ạ? Là diện mục đích là để bình ổn tỷ giá, đúng không ạ? Bình ổn tỷ giá anh chị nhá. Đấy thì đây là cái cái nguyên nhân mà mà SBV cần hút tiền. Đấy. Và trong cái cuộc, cuộc họp Fed vừa rồi anh chị có thể thấy được rằng là mặc dù Fed nó không tăng lãi suất, đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn đưa ra cái thông điệp đó là không biết bao giờ nó mới hạ lãi suất. Đấy, tức là cái điều này nó nói cho chúng ta một cái đó là diện cái xu hướng tiếp theo đó là một cái xu hướng bất định gọi chúng ta không thể đoán định được và uh, vì không đoán định được nên là ngân hàng nhà nước nó sẽ phải hành động ngay bây giờ đấy sẽ phải hành động ngay bây giờ nó không thể để là là cái tỷ giá này nó quá bất ổn nữa tức là không thể để việt nam đồng nó quá rẻ so với usd nữa lên diện nó mới cần diện mới cần hút tiền về đấy tức là gì ạ nó FBV là ngân hàng nhà nước và nó gì ạ nó sẽ thực hiện những cái nghiệp vụ của thị trường mở để gì ạ? để nó hút về qua cái kênh tín phiếu để nó nhằm bình ổn tỷ giá. Đó, thì đấy là gì ạ? Đấy là cái cái nguyên nhân cũng như là cái mục đích của ngân hàng nhà nước anh chị nhá. Thì với nhiều anh chị hỏi là khoảng tầm 20.000 tỷ đến 50.000 tỷ thì nó có phải là một cái số tiền lớn đúng không ạ? Nó có phải là một cái số tiền lớn mà ngân hàng nhà nước nó hút ra không? Đúng không ạ? Chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ phải liên kết với những cái lần trước khi mà ờ, cái những cái lần đấy khoảng tầm tháng 2 này cái giai đoạn này anh chị nhá khoảng tầm tháng tháng 2 năm 2023 này thì đây là cái giai đoạn mà gì ạ ngân hàng nhà nước nó hút về hơn 400.000 tỷ đấy hơn 400.000 tỷ ở cái giai đoạn này nhá cái giai đoạn tháng 2 này này đây này đây chính là cái 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 cú phản ánh nhà nước hút tiền về ở cái giai đoạn này đúng không ạ tháng 1 năm 2003 thì hút gần 250.000 tỷ đấy tháng 1 năm 2023 nó hút hay gần 250.000 tỷ là cái giai đoạn này đấy là cái giai đoạn này anh chị nhá và anh chị lưu ý là cái việc mà hút tiền này nó nó là một cái một cái nghiệp vụ trong một cái thời gian ngắn khoảng tầm 28 ngày theo cái cái đấu thầu ở thời điểm hiện tại. Đấy thì sau sau khi đấy thì tiền nó lại quay trở lại những cái cái những cái ngân hàng thương mại thôi chứ không phải là nhà nước nó hút về là nó mất mãi đâu anh chị nhá. Đấy. Thì cái đấy là anh chị cần phải hiểu rõ đúng không ạ? Chúng ta cần phải hiểu rõ là nguyên nhân là tại sao đúng không ạ? SBV hút tiền và mục đích của họ là là như nào? Đấy nguyên nhân là vì bình ổn tỷ giá và mục đích thì cũng là gì ạ? Bình ổn tỷ giá và họ sẽ làm đến cái lúc mà tỷ giá nó được bình ổn thì thôi nhá. Sẽ hút khi gì ạ? Tỷ giá được bình ổn. Đấy thì thôi. Đó, thì đây là gì ạ? Đây là cái mục đích mà ngân hàng nhà nước họ làm. Đấy, thì khi hút về đúng không ạ? Khi hút về thì tiền uh, lưu thông ở bên bên ngoài, bên thị trường một đấy nó không còn nhiều nữa và ngân hàng nó cũng không găm giữ nhiều nữa thì tất nhiên đồng uh, việt nam đồng đâu đó nó cũng sẽ có giá hơn đúng không đồng tiền nó sẽ hiếm hơn và nó sẽ có giá hơn thế nên từ đó tỷ giá nó sẽ được bình ổn hơn đấy thì đấy nó là cái mục đích anh chị nhé thì với những cái mục đích này và những cái hành động này của, chị ạ, của ngân hàng nhà nước thì nó sẽ tác động lên như thế nào đến thị trường chứng khoán thì tất nhiên rồi cái đấy em cũng đã nói với anh chị là đầu phiên từ đầu phiên à từ đầu video đó là hiện tại đúng không ạ chúng ta đã trải qua một cái con sóng tiền rẻ khoảng tầm mấy tháng rồi đúng không? ạ Đây là con sóng về dòng tiền rẻ và các loại tài sản đầu cơ như là chứng khoán đó là nó, là nó lên ngôi đúng không? Các mã cổ phiếu nó nó tăng rất là mạnh rồi thì thời điểm hiện tại là nó ạ nó bị ảnh hưởng một chút và bắt đầu nó có cái sự chiết khấu đấy thì tất nhiên rồi nó ảnh hưởng đến cái dòng tiền mà đúng không? Khi mà hút về nó ảnh hưởng đến dòng tiền thì, thì tất nhiên là những cái này nó sẽ bị ạ nó sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ bị chiết khấu thôi đấy kèm theo đó là nó đã tăng rất là mạnh rồi thì nó bị chiết khấu thôi đấy còn về dài hạn ấy còn về dài hạn ấy khi mà hút rất là nhiều tiền ấy mà dịa còn không cân bằng được và bình ổn được tỷ giá ấy thì rượu thì sẽ phải rượu một là bán đô ra đúng không ạ một là bán đô ra đấy bán đô ra đấy hai là rượu hai là tăng lãi suất đấy tăng lãi suất đấy hai cái này là sẽ nặng hơn anh chị nhá và nó cũng phải tùy những cái những cái thời điểm để nó rượu để nó, nó 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 dùng những nghiệp vụ này. Ví dụ hiện tại mà chúng ta đang không muốn cái thâm hụt cái dự trữ ngoại hối thì chúng ta sẽ không bán đô ra mà chúng ta dùng cái cái cái, cái phát hành tín phiếu cũng như là những cái giấy tờ có giá để chúng ta hút tiền về. Còn tăng lãi suất thì thì em đánh giá là nó sẽ không khả quan ở thời điểm hiện tại. Vừa giảm lãi suất xong đúng không ạ? Cũng có cũng có rất là nhiều chính sách cũng như là thông tư để hỗ trợ ngành bất động sản xong. Thì bây giờ lại tăng lãi suất thì có mà móm à? Đúng không ạ? Nó hơi ngược thì nó nó sẽ không được ok cho lắm anh chị nhá. Đấy thì ngày hôm nay thì em không 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 kịp để làm cái slide để trình bày rõ cho anh chị cái 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 việc SBV hút tiền này nó sẽ ảnh hưởng và tác động như nào. Đấy, thì ngày hôm nay em chỉ viết qua như này thôi thì có lẽ là em nói lan man như vậy thì anh chị cũng sẽ hiểu được phần nào. Đấy. Và sắp tới khi mà anh chị đối mặt với những cái thông tin đó là SBV tiếp tục hút tiền, hút tiền, hút tiền, hút tiền thì anh chị đừng để ý nhiều anh chị nhé Nó những cái tin đấy nó ra thì thị trường nó đã phản ánh hết rồi. Đúng không ạ? và nó đã được hấp thụ hết vào những cái giá cổ phiếu rồi đấy thì đấy là cái 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 phần 2 của video đấy thì cái phần 1 chúng ta cũng đã liệt kê được hết những cái dấu hiệu mà thị trường của chúng ta nó gì ạ? nó muốn tạo đáy rồi đúng không? gần như là nó đã muốn tạo đáy ở cái vùng này rồi để nó cho chúng ta một cái nhịp hồi nhân đạo anh chị một nhịp hồi thì thứ nhất tôi em sẽ liệt kê lại nhá thứ nhất đúng không ạ là chứng khoán nhóm giảm đầu đã phản kháng đúng không ạ cái thứ hai đó là các mã cổ phiếu đã về vùng tích lũy đúng không ạ khởi phát tăng khởi phát tăng của nhịp này đấy cái thứ ba là gì ạ đã xuất hiện whats out cuối phiên này đấy cái nữa đó là gì ạ các tổ chức mua vào rất nhiều đó thì đây là những cái dấu hiệu đúng không ạ đây là những cái dấu hiệu mà anh chị có thể là theo dõi ở trong cái nhịp này để chúng ta xem 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 nhá trong cái phiên ngày mai thị trường của chúng ta nó phản ứng như nào đấy nó phản ứng như nào và em nói trước với anh chị là khi mà thị trường nó đã rơi như này ấy, thì lúc nó hồi nó sẽ hồi rất mạnh anh chị nhá nó sẽ hồi rất rất mạnh nhá và ví dụ như ssi nhá nó rơi ba phiên sàn này nhá kiểu gì nó sẽ hồi cho chúng ta gần như là khoảng tầm hai phiên sàn để anh chị có thể là cơ cấu tài khoản ra đấy và một cái việc đúng không ạ nói vui thôi chứ một cái việc mà ví dụ như là chúng ta cắt đúng đáy như này khoảng đúng đáy như này nó còn đau hơn à, à, cái cái việc mà chúng ta à, giữ để chờ hồi khi mà cổ phiếu và thị trường nó đã đạt cái 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 mức chiết khấu nó đủ rồi ấy chúng ta giữ để chờ nó hồi, nó còn đỡ đau hơn nhiều là chúng ta bán vào cuối cái phiên ngày hôm nay hoặc là đầu phiên sáng mai, rồi sau đấy nó tăng hai ba phiên trần, đấy như thế nó còn đau hơn anh chị nhá, như nó còn đau hơn nhá. Có thể là anh chị sẽ thấy được cái góc nhìn của em nó khác với những cái những cái những cái, những cái môi giới khác ở trên thị trường khi mà họ cảnh báo rủi ro, rồi uh, trong những cái thời gian gần đây thì họ sẽ họ sẽ đưa ra những cái những cái quy tắc quản trị rủi ro, đúng không ạ? thay vì là gì họ đưa họ tìm những cái dấu hiệu hồi cho những anh chị mà còn kẹt hàng anh chị nhá đấy em thì vừa đưa ra những cái dấu hiệu cho những anh chị nào chúng ta kẹt hàng để chúng ta có những cái gì có những cơ sở để chúng ta nắm giữ tiếp cổ phiếu để chờ hồi và vừa tìm cơ hội cho những anh chị mới nhá vừa tìm cơ hội cho những anh chị mới thì em là như vậy đúng không em là như vậy luôn luôn là 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 có một cái cái góc nhìn nó khác với rất là nhiều môi giới có thể là trong đợt này rất là nhiều anh chị sẽ gì ạ sẽ có thể là không sẽ sẽ thất vọng về những cái uh, những những cái chiến lược của em ở trong thời điểm hiện tại đúng không ạ nhưng mà em vẫn luôn luôn là ở đây để uh, đồng hành cùng anh chị để chúng ta cùng khắc phục những cái 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 rủi ro những cái mã mà chúng ta chưa kịp bán đúng không ạ để chúng ta sẽ sẽ tìm cái cơ hội để làm thế nào để giảm thiểu nhiều nhất rủi ro cho anh chị và để anh chị đỡ lỗ nhất anh chị nhá đấy ok thì video của em ngày hôm nay đến đây là kết thúc và cũng xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian ra và lắng nghe theo dõi thì tổng kết lại với những cái gì ạ? với những cái uh, dấu hiệu như thế này mà em đưa ra cho anh chị như thế này thì khả năng rất cao là trong một đến hai phiên nữa thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái phản kháng mạnh ở những cái vùng mà diện chiết khấu quá lớn như thế này và dòng tiền nó đã vào múc như thế này anh chị nhá Đấy, đến thời điểm này khi đã sàn 3 phiên rồi và giảm thêm một phiên nữa rồi thì anh chị em đối với những anh chị nào chúng ta đang kẹp lỗ ấy mà chúng ta không phải dính vào những cái con như là vích hay là gì hay là những cái con như là Novaland hay là gì ạ? Hay là Vinhome Đấy Thì anh chị nên giữ cổ phiếu anh chị nhé Anh chị nên giữ cổ phiếu Đấy Anh chị nên giữ cổ phiếu và chúng ta sẽ 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 chứng kiến Em tin rằng anh chị sẽ chứng kiến một những, những Một trong những cái cú hồi ngoạn mục Để chúng ta có thể cơ cấu và bớt lỗ nhiều nhất Anh chị nhé Ok Thì anh chị xem video thì nhớ là dành ra một phút Để có thể là like này Share này hoặc là comment video uh, cho em nhé hoặc là bấm nút chuông thông báo để có thể nhận được video của em mình một cách sớm nhất anh chị ha. Ok thì xin chào và tạm biệt anh chị, bye bye.